Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thứ ba, pháp giới của Duyên Giác. Duyên Giác Thánh Hiền, Cô Phong Độc Miên, Xuân Hoa Thu Tạ, Thập Nhị Liên Hoàn. Nghĩa là Thánh Hiền đấng Duyên Giác, chót đỉnh một mình ngủ, hoa xuân thu héo tàn, vòng tròn 12 quen. Duyên Giác Thánh Hiền. Duyên Giác là bậc Thánh Hiền, lúc các ngài ở thời Phật tại thế thì gọi là Duyên Giác, sau khi Phật nhập diệt thì các ngài được gọi là Độc Giác. Bởi vì các ngài tự mình giác ngộ, các ngài Thích Cô Phong Độc Miên ngủ một mình trên đỉnh chót vót. Xuân hoa thu tạ, khi các ngài ngắm nhìn cảnh xuân đến, trăm hoa đua nở, thu về lá vàng rụng, ngài giác ngộ rằng mọi sự mọi việc trên đời đều tự nhiên có sinh có diệt. Thập Nhị Liên Hoàn, do đó các ngài quan sát 12 nhân duyên hỗ tương tiếp nối sinh diệt giống như 12 móc quen của dây xích. 12 nhân duyên đó như sau. Thứ nhất, vô minh. Các ngài quan sát xem vô minh từ đâu ra, vì sao có vô minh. Thứ hai, hành. Khi có vô minh thì có hành động, tức là có sự biểu hiện hiển bày. Khi có chỗ hiển bày thì có thức. Thứ ba, thức. Thức nghĩa là sự phân biệt. Hành tức là pháp hữu vi. Khi có pháp hữu vi, tâm phân biệt liền sinh khởi. Có tâm phân biệt thì có chuyện rắc rối rồi đấy. Thứ tư, danh sắc. Cái rắc rối ấy chính là danh sắc. Danh thì có rắc rối của danh, sắc thì có rắc rối của sắc. Có danh sắc là có rắc rối. Có rắc rối chính là vì có danh sắc. Không nói thì chẳng sao, càng nói về nó thì càng rắc rối. Giảng về nó là kéo ra rắc rối. Khi tôi chưa giảng, quý vị vốn không biết nên không có gì rắc rối. Một khi tôi giảng ra, quý vị không hiểu thì có sự rắc rối của việc không hiểu. Vì có sự rắc rối do không hiểu biết nên quý vị muốn hiểu. Có ý muốn hiểu biết nên sinh ra lục nhập, tức là sáu căn. Thứ năm, lục nhập. Sáu căn sinh ra là vì muốn sự hiểu biết, do đó nên gọi là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý tưởng. Vì sao sinh khởi lục nhập? Vì muốn hiểu biết. Có ai ngờ rằng càng hiểu biết thì ta càng mê muội thì càng không hiểu biết. Đó là sáu căn. Thứ sáu, xúc. Xúc nghĩa là xúc chạm, tiếp xúc. Khi không hiểu biết thì ta cứ chạy, xúc chạm đủ phía, nào đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, giống như con ruồi cứ bay đâm chạm vào tường ngoài. Vì sao ta cần xúc chạm? Vì ta muốn hiểu biết. Thứ bảy, thọ. Sau khi tiếp xúc thì ta có cảm giác, đó là thọ. Khi không đụng phải việc khó khăn, cảm giác rất thoải mái. Một khi đụng việc khó mới thấy khó chịu. Khi không ai chê mình xấu, mình thấy sung sướng lắm. Tới lúc bị chê mới thấy không vui. Đó tức là thọ hay cảm giác. Thứ tám là ái. Khi có cảm giác thì yêu thích, chấp trước sinh ra. Tại sao người ta có cảm giác bất an? Bởi vì có ái. Có ái, có yêu thích thì có ghét bỏ, không thích. Đối với thuận cảnh thì sinh lòng yêu thích, với nghịch cảnh thì ghét bỏ. Vì sao mình vui? Vì sao mình không vui? Tất cả đều vì có ái và ố. Ố nghĩa là không yêu thích, ghét bỏ. Vì vậy càng ngày sự việc càng rắc rối. Thứ chín, thù. Đối với cái gì mình yêu thích thì sinh tâm muốn nắm giữ nó, tức là thù. Thù là gì? Là chấp trước, muốn chiếm hữu, nắm giữ. Bởi vì có ái nên mới có lòng muốn chiếm đoạt. Thứ mười, hữu. Khi đã chiếm hữu rồi, dục vọng liền thỏa mãn. Vì sao mình muốn thỏa mãn dục vọng? Vì muốn có nó, do đó mới có hữu, tức là có. Thứ mười một, sinh. Vì có cái hữu, nghĩa là có, hiện hữu, nên cứ muốn nó thuộc về mình. Khi đã thuộc về mình thì liền có sinh. Thứ mười hai, lão tử. Hễ có sinh ra thì có già chết. Đó là 12 nhân duyên, là pháp bậc Duyên Giác tu hành. Ha ha ha, 闻三摩地所